Ngũ vị tôn quan còn gọi là ngũ vị tôn ông hay ngũ vị quan lớn. Đây là năm vị đại quan có vai trò rất quan trọng trong tứ phủ. 1. Quan lớn đệ nhất. Tên đầy đủ: Đệ nhất Thượng Thiên Hoàng Thái tử Vương Quan. Tước phong, phong danh hiệu, dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là tôn quan đệ nhất, tước phong Đào Tiên đệ nhất, Điều Thất Hoàng Thái tử Vương Quan Thượng Đẳng Tối Linh Thần, danh hiệu vua phong tham mưu triều chính Vương Quan. Nhiệm vụ: Ngài trực tiếp hầu cận bên phải đến vua cha bắt hai động đình, đền đồng bằng, thay quyền và đại diện cõi nhân gian, thừa hành tam giới, tông đối tội phúc nhân danh cõi thượng thiên, trên trời, đền thời chính, ở quần thể đền đồng bằng. Thân thế, vốn là con trai cả của đức vua cha bắt hai động đình, được gọi là ông lớn, cai quản thượng thiên. Tương truyền, ông là tôn quan đại thần trên đế đình thiên cung. Quan lớn đệ nhất thượng thiên hay còn gọi là đệ nhất tôn ông, quan lớn vốn là con trai cả của đức vua cha bắt hai động đình, được coi là ông lớn cai quản thượng thiên. Tương truyền ông là tôn quan đại thần trên đế đình thiên cung, được sắc phong ngôi thượng thiên nhất phẩm công hầu, quản cai tam giới đình thần văn võ. Nhưng ông không giáng trần, quan đệ nhất cũng ít khi về ngự đồng, chỉ những dịp có đại sự như mở phủ, tạ phủ, hầu sông đền sông điện thì quan mới về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp chạm mã. Thông thường khi khai đàn mở phủ, người ta phải thỉnh quan đệ nhất về để pháp sư tuyên sớ điệp, sau đó quan phê sớ, phù húy, công cứ rồi tuyên bố khai đàn mở phủ. Hoặc quan lớn ngài còn điểm dầu thánh, lấy nén hương đã đốt, chấm một dấu nhỏ vào áo công đồng và khăn phủ diện của đồng tân, coi như khăn áo đã được quan lớn đánh dấu là khăn áo của con cái tứ phủ, khăn áo đã được điểm dầu thánh là của riêng thanh đồng đó, không ai được dùng chung cũng như hạn chế việc thay đổi. Cũng có khi quan đệ nhất chỉ về biên sở sau đó truyền cho các quan sau mở phủ, nhưng cũng có khi chính quan lớn về khai giếng mở hồ thiên phủ, tức mở phủ thượng thiên, gồm bóc trứng, đập chính, kéo cầu và khai quang mã đàn, hình nhân bản mệnh hồng và thiên phủ đỏ. Do không giáng trần nên quan lớn đệ nhất thượng thiên trước đây không có đền và ngày tiệc chính, nhưng ở trong bất cứ đền nào cũng có tượng ông ngồi giữa trong năm tòa ông lớn, mặc áo bào đỏ, đội mũ cánh chuồn. Cho đến hiện nay, đền thờ quan lớn đệ nhất mới được xây dựng và hoàn thành. Đền nằm ở quần thể di tích đền đức vua cha bắt hai đồng bằng, cách đền đồng bằng khoảng 500m, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 2. Quan lớn đệ nhị. Tước phong Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát, Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Đền thờ chính: đền quan giám, Lũ Lũng, Lạng Sơn và Phố Cát, Thanh Hóa. Thân thế: quan lớn đệ nhị thượng ngàn, hay còn gọi là quan đệ nhị giám sát, có một số người gọi là quan thanh tra giám sát. Quan lớn vốn là con trai thứ hai của vua cha bắt hai động đình. Ông theo lệnh vua cha, hạ phàm đầu thai vào hoàng cung. Có sách nói là ông hạ phàm ngày 3 tháng 11 năm Ất Dậu vào một nhà quý tộc, ngày 10 tháng 11 năm Bình Dần. Ông là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng ngộ. Các vương tôn công tử đều thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu thiên đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai sơn lâm, thượng ngàn. Ông giáng thế ban phúc cho dân. Khi dân chúng bị hạn hán, cầu đào ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa. Quan đệ nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng, kể cả trong những ngày tiệc vui. Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh, xanh la hay xanh lá cây, thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa kiếm. Các khẩu quan giám sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ. Cũng như quan đệ nhất, khi khai đàn mở phù, người ta thỉnh quan đệ nhị về chứng đàn nhạc phù, thượng ngàn, đàn mã đều màu xanh. Ngoài ra vào những dịp đại lễ như mở phù khai đàn, tạ phù, trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh quan đệ nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ. Quan lớn đệ nhị thượng ngàn được thờ ở hai nơi chính là đền quan giám ở trên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm, và đền quan ở Phố Cát, Thanh Hóa, là nơi quan giám hạ dạo chơi. Và ngày tiệc chính của ông là ngày 10 tháng 11 âm lịch, là ngày hạ phàm của quan. 3. Quan lớn đệ tam. Tên đầy đủ: Đệ Tam Thượng Thiên Hoàng Thái tử Vương Quan. Tước phong Thủy Tàu Điện Sứ, Đệ Tam Thủy Thần Nhạc Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Đền thờ chính: quan lớn đệ tam được lập tại đền Xích Đằng, đền Lạnh Giang, đền quan đệ tam ở gần đền Đồng Bằng, đền quan lớn Phù Dày. Thân thế: theo thần tích lưu trữ tại đền Lạnh Giang, căn cứ vào thần tích khủng chiếu nhất vị thủy thần xuất thế sự tích ra đời một vị thủy thần triều vua Hùng. Thần tích này do bát phẩm thư lại Nguyễn Hiền tuân theo bản cũ triều trước chép lại vào niên hiệu Vĩnh Hữu thứ hai 1736. Thần tích đang được lưu giữ tại đền Lạnh Giang cùng các sắc phong, câu đối. Cũng như truyền thuyết địa phương thì lịch sử ba vị tướng họ Phạm thời Hùng Vương được thờ ở đền Lạnh Giang như sau. Ngày xưa ở Trang An Cố, huyện Thụy Anh, phủ Thái Ninh, trấn Sơn Nam có vợ chồng ông Phạm Túc An ở Phúc Đức, chỉ hiềm một nỗi ông bà tuổi đã cao mà vẫn chưa sinh được một mụn con nối dõi. Một đêm trăng thanh gió mát, vợ ông bà Trần Thị Ngoạn đang dạo chơi bỗng gặp một người con gái nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, không có anh em thân thích, đi tha phương cầu thực, động lòng trắc ẩn, bà Ngoạn liền đón cô về làm con và đặt tên là Quý. Ông bà con nàng quý như con ruột của mình.
Vài năm sau, trong lúc gia đình đang vui vầy, đột nhiên ông Túc mắc bệnh rồi qua đời. Hai mẹ con đã tìm một nơi đất tốt để an táng cho ông. Sau 3 năm để tang cha, một hôm nàng Quý ra bờ sông tắm gội, ngâm mình dưới nước, bỗng mặt nước nổi sóng, từ phía xa một con thuồng luồng khổng lồ bơi tới quấn lấy nàng, khiến nàng kinh hoàng ngất lịm. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên bờ sông và thuồng luồng đã bỏ đi. Từ hôm đó nàng thấy trong lòng chuyển động và mang thai, không chịu được những lời gièm pha khinh thị, nàng đành phải trốn khỏi làng đến xin bụ cư ở Trang Hoa Giám, nay thuộc thôn Yên Lạc. Rồi đến ngày 10 tháng Giêng năm Tân Tỵ, nàng Quý chuyển dạ, sinh ra một cái bọc, cho là điềm chẳng lành, nàng liền đem chiếc bọc đó quẳng xuống sông. Chiếc bọc trôi theo dòng nước tới Trang Đào Động, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, mắc phải lưới của ông Nguyễn Minh. Sau nhiều lần gỡ bỏ, nhưng bọc vẫn cứ mắc vào lưới. Ông Minh thấy lạ bèn khấn: "Nếu bọc này quả là linh thiêng thì cho tôi lấy dao rạch thử xem sao." Khấn xong, ông Minh rạch ra, bỗng thấy ba con rắn từ trong bọc trườn xuống sông. Con thứ nhất theo hướng về cửa sông Đào Động, con thứ hai về Thanh Do, con thứ ba về Trang Hoa Giám nơi nàng Quý đang sinh sống. Nhân dân các trang ấp trông thấy đều sợ hãi, cùng nhau ra bờ sông tế tụng, xin được lập sinh từ đời thờ. Lạ thay, vào một đêm trăng sáng, trời bỗng nổi cơn dông, ngoài cửa sông sấm sét nổi lên dữ dội. Đến gần sáng, gió mưa ngớt dần, mọi người đều thấy dưới sông có tiếng người ngâm vịnh: "Sinh là tướng, hóa là thần." Tiếng thơm còn ở trong dân muôn đời, khi nào giặc giã khắp nơi, bọn ta mới trở thành người thế gian. Tương truyền ba vị tướng thời Hùng là con của Bát Hải Long Vương và nàng Quý. Nàng Quý là con nuôi của vợ chồng ông Phạm Túc, do vậy về sau nhân dân ghép họ Phạm cho các ông. Bấy giờ Thục Phán thuộc dòng dõi tôn thất vua Hùng, thấy Duệ Vương tuổi đã cao mà không có con trai, nên có ý định cướp ngôi. Thục Phán cầu viện binh phương Bắc, triệu quân làm năm đường thủy bộ cùng một lúc đánh vào kinh đô. Duệ Vương cho gọi tướng sĩ lập đàn cầu đào giữa trời đất. Đêm ấy nhà vua chiêm bao thấy có người sứ giả mặc áo xanh từ trên trời bước xuống sân rồng, truyền rằng nhà vua nên triệu ba vị thủy thần sinh ở đạo Sơn Nam, hiện còn là hình con rắn thì tất sẽ dẹp xong được giặc. Tỉnh dậy, Duệ Vương liền cho sứ giả theo đường chỉ dẫn trong giấc mộng tìm về đạo Sơn Nam. Sứ giả vừa đến Trang Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bỗng nhiên trời đổ mưa to, sấm sét nổi lên dữ dội ở cửa sông. Một người mặt rồng mình cá chép, cao 8 thước đứng trước sứ giả xưng tên là Phạm Vĩnh, xin được đi dẹp giặc. Sau đó, ông Phạm Vĩnh gọi hai em đến bái yết thân mẫu, rồi cùng nhau đi yết kiến Duệ Vương. Vua Hùng liền phong cho ông là Trần Tây, giữ các vùng Sơn Nam, Ai Châu, Hoan Châu. Hai em và các tướng hợp lại, dưới sự chỉ huy của ông, năm đạo quân Thục đều bị tiêu diệt. Nghe tin thắng trận, Duệ Vương liền truyền lệnh giết Châu, mổ bỏ khao thưởng quân sĩ. Vì có công lớn nên nhà vua lại phong cho ông là Nhạc Phủ Ngư Thượng Đảng Thần, nhưng ông không nhận, chỉ xin cho dân Đào Động hàng năm không phải chịu sưu dịch. Được vua Hùng đồng ý, ông Phạm Vĩnh cùng hai em về quê hương bái yết thân mẫu và khao thưởng gia thần. Dân chúng thấy ở bên sông có khu đất tốt, ông Phạm Vĩnh cho lập đồn riêng cư trú, ban cho dân 10 hốt vàng để mua ruộng đất, khuyến khích nông trang, khuyên mọi người làm việc thiện lương. Nhờ công đức của ông mà nhân dân khắp vùng được sống yên vui. Ngày 25 tháng 8 năm Bình Dần, trong lúc ông đang ngự tại cung thất của mình, bỗng dưng giữa ban ngày trời đất tối sầm, mưa gió âm ào đổ xuống. Khi trời quang mây tạnh, dân làng không nhìn thấy ông đâu nữa, cho là điều kỳ lạ. Nhân dân Trang Đào Động làm điều tâu với triều đình. Được tin ông Phạm Vĩnh về trời, nhà vua liền ra phong cho ông là Trấn Tây An Tam Kỳ Linh Ưng Thái Thượng Đảng Thần, đồng thời đặt lễ quốc lễ, ban sắp chỉ cùng 400 quan tiền cho dân Đào Động rước thần hiệu, tu sửa đền miếu để phụng thờ. Các triều đại sau đó cũng có sắc phong cho ông. Hiện trong đền còn giữ 12 sắc phong, sắc sớm nhất là đời Lê Cảnh Hưng, sắc muộn nhất vào triều Nguyễn, niên hiệu Duy Tân thứ 7, ngày 18 tháng 10 có chép sắc cho xã An Lạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phụng thờ Trấn An Tây Nam Tam Kỳ Linh Ưng triều Hùng thiêng liêng rõ rệt. Trước đây chưa có dự phong, cặp này Trâm Vương chịu mệnh lớn, nghĩ đến công thần biểu dương phong cho vị thần phò giúp nền nếp quốc gia, cho phép y theo lệ cũ kính thờ. Hàng năm tại đền Lành Giang, nhân dân địa phương tổ chức 2 kỳ lễ hội chính vào các ngày từ 18 đến 25 tháng 6 và tháng 8 âm lịch. Theo tục lệ địa phương thì kỳ lễ hội tháng 6 là để dành cho các khách thập phương, còn kỳ lễ hội tháng 8 chủ yếu dành cho các khách quanh vùng. Những ngày này thường gặp nước sông Hồng dâng cao, nhưng lòng dân vẫn hướng về ngày lễ hội. Có nhiều năm nước ngập, nhưng các thiện nam tín nữ cùng nhân dân bản địa vẫn bơi thuyền ra đền dâng lễ và thực hiện đầy đủ các nghi thức để tỏ lòng tôn kính tam vị danh thần họ Phạm, Tiên Dung và Trừ Đồng Tử. Trong báo cáo ngày 16 tháng 5 năm 1996, cơ quan bảo tàng lịch sử tỉnh Nam Hà cũ có nhận xét, đền Lành Giang là di tích thờ ba vị tướng họ Phạm thời Hùng, Duệ Vương có công lao đánh giặc Thục, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Khi đất nước thanh bình, các ông là những người quan tâm, chăm lo đến sản xuất, làm cho đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Đền Lành Giang là công trình kiến trúc quy mô, uy linh, bề thế, mang đậm nét nghệ thuật kiến trúc và xây dựng cổ truyền của dân tộc. Tại đây còn giữ được nhiều cổ vật thờ cùng có giá trị cao về nghệ thuật. Từ những giá trị về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cổ truyền dân tộc của đền Lành Giang, ngày 5 tháng 11 năm 1996, Bộ Văn hóa Thông tin đã cấp bằng công nhận đền Lành Giang là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. 4. Quan lớn đệ tứ. Tên đầy đủ: Quan lớn Khâm Sai Quyền Cai Tứ Phủ, tước phong Thiên Hiệu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Đền thờ chính:
Đền thờ ngài ở đền Mậu Sinh và đền Thành Hóa. Đền thờ ngài còn ở sau đền Đồng Bằng phía đường 10 đi Hải Phòng. Thân thế, quan lớn đệ tử Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong ngũ vị tôn ông, chấn giữ Đồng Bằng địa linh và không giáng trần, ngự trên thiên đình, biên chép sổ sách sinh tử. Quan lớn đệ tử Khâm Sai vốn là con trai thứ tư của vua Cha Bát Hai Độc Đình, được vua cha giao quyền chấn giữ Đồng Bằng địa linh, Khâm Sai tứ phủ. Có người cho rằng trong các quan thì ông chấn ở trung tâm trời đất, tuy thế nhưng ông thường ngự trên thiên đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu trực bên bệ ngọc bàn loan. Cùng như quan đệ nhất, quan đệ tứ không giáng trần. Trong tòa quan lớn đệ tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng, ông mặc áo vàng thêu rồng, khổ phù, làm lễ tấu gương khai quang rồi chứng sơ điệp. Thông thường khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh quan đệ tứ về để chứng đàn địa phủ, gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghe quỳ, voi và nghe hoặc lân, tất cả đều màu vàng. Vì không giáng trần nên quan đệ tứ cũng không có đền thờ riêng, mà chỉ được thờ ở hầu hết các phủ đền trong năm tòa ông lớn. Ông ngồi bên trái quan giám sát hoặc bên phải quan tam phủ. Còn ngày tiệc ông thì có tài liệu nói là 24 tháng 4, nhưng nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo. 5. Quan lớn đệ ngũ. Tên đầy đủ: quan đệ ngũ Tuần Tranh, tức Phong, đệ ngũ Tôn Quan Thượng Đẳng Tối Linh Thần, Cao Lỗ Đại Vương, đệ ngũ Tuần Tranh. Nhiệm vụ: Ngọc Hoàng ban cho ngài thống lĩnh thiên địa binh, thay quyền tam tứ phủ đại diện cho con người, nhân vi chúa tể, thu chấp kim ngân tài mã, giải oan nghiệp sớ cho trần gian. Đền thờ chính: đền ngài được lập ở đền Kỳ cùng Lạng Sơn, đền Ninh Giang Hải Dương và các cửa sông vùng Duyên Hải. Thân thế: quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh, hay còn gọi là ông lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của vua Cha Bát Hai Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương, Hùng Triều Thập Bát, trong một gia đình ở phủ Ninh Giang, nay là Hải Dương. Ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thủy bộ, được giao quyền trấn giữ miền Duyên Hải sông Tranh. Ông đã lập được nhiều công lao to lớn nên được sắc phong công hầu. Tại quê nhà, ông có cảm tình với một người thiếu nữ xinh đẹp. Người thiếu nữ ấy vốn là vợ lẽ của quan huyện ở đó, nhưng vốn không hạnh phúc với cảnh chồng chung, nàng cũng đáp lại tình cảm của ông mà không hề nói cho ông biết là nàng đã có chồng. Vậy nên quan lớn Tuần Tranh vẫn đinh ninh đó là một tình cảm đẹp, hẹn ngày đưa nàng về làm vợ. Đến khi viên quan huyện kia biết chuyện, vu oan cho ông đã quyến rũ vợ mình, quan Tuần Tranh bỗng nhiên mắc hàm oan, bị đem đày lên trốn Kỳ Cùng, Lạng Sơn. Tại đây, ông đã tự sát mong rửa oan, chứng tỏ mình vô tội. Ông hóa xuống dòng sông Kỳ Cùng, về lại nơi quê nhà. Ông hiện thành đôi bạch xà, thư lòng ông bà nông lão, sau đó được ông bà nông dân nuôi nấng như thể con mình. Nhưng khi quan phủ biết chuyện ông bà nông lão tậu gà để nuôi đôi bạch xà, liền bắt ông bà phải lên cửa công chịu tội và giết chết đôi rắn kia đi. Hai ông bà thương xót, xin thả rắn xuống dòng sông Tranh. Lạ thay, khi vừa thả đôi bạch xà xuống thì chỗ đó tạo thành dòng xoáy dữ dội. Đến thời Thục Phán An Dương Vương, vua tập hợp thuyền bè để chống Triệu Đá ở ngay bến sông Tranh. Nhưng tại chỗ dòng xoáy đó, thuyền bè không tài nào qua được mà lại có cơn giông tố nổi lên giữa dòng. Vua bèn mời các vị lão làng đến lập đàn cầu đào thì lập tức sóng yên bể lặng. Hơn nữa, quân sĩ ra trận cũng được thắng to. Ghi nhớ công đức, vua Thục giải oan cho ông và phong là Giảo Long Hầu. Sau này ông còn hiển thánh Linh Ứng, có phép ngài trời, cai quản âm binh, ra ngoài giúp dân sát quỷ trừ tà, dẹp hết những kẻ hại nước hại dân. Trong hàng ngũ vị tôn ông, cùng với quan lớn đệ tam, quan lớn đệ ngũ cũng là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lợi lừng, được nhân dân xa gần tôn kính phụng thờ. Tuy trong hàng năm tòa ông lớn, ông được thỉnh cuối cùng, nhưng lại hay ngự về đồng nhất. Bất cứ ai hầu tứ phủ, bất cứ dịp tiệc, đàn lễ nào đều phải thỉnh quan Tuần Tranh về ngự. Khi ngự đồng, ông mặc áo lam thêu rồng, khổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sơ tán đàn rồi múa thanh long nào. Khi có đại đàn mở phủ hay bất cứ lễ tiệc nào, sau khi thỉnh các quan lớn về, đều phải đợi đến khi giá quan lớn đệ ngũ về chứng một lần hết tất cả các đàn mã sớ trạng rồi mới được đem đi hóa. Quan lớn Tuần Tranh cũng được thờ ở rất nhiều nơi, nhưng phải kể đến hai nơi nổi tiếng bậc nhất. Đầu tiên là đền Ninh Giang hay đền quan lớn Tuần Tranh lập bên bến sông, bến đò Tranh ở Ninh Giang, Hải Dương là nơi chính quán quê nhà của ông, nơi ông trấn giữ Duyên Hải sông Tranh, cũng là nơi ông hiển tích. Và đền Kỳ Cùng lập bên bến sông Kỳ Cùng, qua cầu Kỳ Lừa, là nơi ông bị lưu đày. Ngày tiệc chính của quan là ngày 25 tháng 5 âm lịch, là ngày ông bị lưu đày và bảo nhân dân quê ông làm dỗ vào ngày này. Ngoài ra vào ngày 14 tháng 2, các đền thờ ông cũng mở tiệc đón ngày đản sinh của quan.